Abell, George Ogden. 1927 to 1983. American astronomer. Research in problems relating to organization, structure, and distribution of galaxies. Observational cosmology. And planetary nebulae. Nhà thiên văn học Mỹ có công trình nghiên cứu về tổ chức, cấu tạo và phân bố các dải thiên hà, thiên văn học quan sát và các tình vận hành tinh.